Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai bắt Bộ trưởng Tô Lâm phải cúi đầu. Vào ngày 10 tháng 8, phát biểu trước kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đã phải thừa nhận cái sai của mẫu hộ chiếu mới. Được biết, đại biểu Quốc hội chất vấn trách nhiệm thuộc về ai khi mẫu hộ chiếu mới không được một số quốc gia chấp nhận. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói Bộ Công an xin nhận trách nhiệm. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Nguyễn Hữu Thông thuộc Bình Thuận nêu việc vừa qua một số quốc gia không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm trên thuộc về ai và biện pháp khắc phục như thế nào. Đại biểu Thông đã chất vấn như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã cúi đầu. Trả lời câu hỏi này, ông Tô Lâm nói Bộ Công an là cơ quan thực hiện việc cấp hộ chiếu mới cho công dân nên xin nhận trách nhiệm về việc này và đã có giải pháp giải quyết. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vẫn khẳng định việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng luật xuất nhập cảnh, đúng theo quy định của pháp luật. Ông Lâm cũng khẳng định mẫu hộ chiếu mới cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Và hiện nay, nhiều nước đều sử dụng mẫu này, đều không có nơi sinh. Hộ chiếu chúng ta đưa ra cũng đa số các nước trên thế giới chấp nhận. Vừa qua, chỉ có Đức, Séc, Tây Ban Nha không chấp nhận. Nhưng gần đây, Tây Ban Nha đã chấp nhận. Ông Tô Lâm đã nói và cho biết thêm nhiều nước thời gian gần đây cũng bị các nước xem xét không chấp nhận mẫu hộ chiếu vì lý do tương tự như Hàn Quốc. Ông Lâm cũng giải thích nhiều nước gây khó khăn với mẫu hộ chiếu mới có lý do thực tế. Họ cũng muốn tìm hiểu nguồn gốc công dân vào nước là ở địa phương nào cụ thể vì không tra cứu được nơi sinh nên các nước mới đặt ra vấn đề này. Ông nói tiếp, chúng tôi cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Trước mắt, chúng tôi đã có giải pháp nếu công dân cần bổ sung nơi sinh thì bổ sung vào phần bị trú của hộ chiếu mới. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh và hộ chiếu nữa thì báo cáo cơ quan liên quan Quốc hội sửa luật xuất nhập cảnh, ông Tô Lâm nói. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm nhận trách nhiệm. Nói chung, ông Tô Lâm vẫn bao biện mặc dù chuyện tấm hộ chiếu là sai rõ mười mươi. Nhiều người không hề lạ gì cách bao biện của ông ta. Người ta chỉ đặt câu hỏi là vì sao ông Tô Lâm lại nhận trách nhiệm như vậy. Điều này trái với tính cách của ông ta. Cho nên việc nhận trách nhiệm ắt phải có áp lực rất lớn hay vì động cơ chính trị nào đó. Thực ra vấn đề áp lực là có, nhưng nếu không đến từ bộ chính trị thì khó mà tác động được vào ông Tô Lâm. Ban đầu ông Tô Lâm đã cương tới cùng mà tờ Thời báo .d đã ví hành động này như là húc đầu vào đá. Điều đáng nói là nếu ông Tô Lâm cho sửa lại hộ chiếu thì những người đang giữ tấm hộ chiếu không có nơi sinh ấy phải đổi sang hộ chiếu mới. Đây là nguồn kinh phí khổng lồ, lãng phí không chỉ tiền bạc cho nhà nước mà lại thời gian và cũng tiền bạc của người dân. Tuy nhiên, nếu ông Tô Lâm không chịu đổi hộ chiếu thì buộc các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại các nước không chấp nhận hộ chiếu Việt Nam sẽ phải mất thêm kinh phí, thời gian và nhân lực để xác nhận cho người dân Việt Nam đến những nước này hoặc đang định cư ở đó. Như vậy, nếu Bộ Công an không tốn tiền thì Bộ Ngoại giao phải tốn tiền. Vấn đề là ai sẽ chịu phí tổn này và mất thêm thời gian, công sức cho những việc như vậy. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Chịu trách nhiệm ở cao của Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, ông có tiếng nói trong nhóm quyền lực này để đòi hỏi Bộ Công an phải sửa, chứ không phải là Bộ Ngoại giao phải tốn nhân lực và tiền bạc để phục vụ cái sai của Bộ Công an. Việc các đại sứ quán và lãnh sự quán cấp thêm tờ giấy xác nhận nơi sinh chỉ là giải pháp tạm thời. Theo chúng tôi được biết, đã có tranh luận gay gắt giữa ông Phạm Bình Minh và ông Tô Lâm về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Tô Lâm phải lùi bước vì ông Tổng đã xác định ông Tô Lâm làm sai. Hành động nhận trách nhiệm của ông Tô Lâm không phải là đơn giản. Đời của ông Tô Lâm chưa ai áp đặt được ông ngoại trừ ông Tổng Bí Thư. Vậy mà ông Phó Thủ tướng lần này lại áp đặt được tới ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm khá đắng trong vấn đề nhận khuyết điểm mặc dù ông sai rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cánh miền Nam bị đánh liên suất chiêu đỡ. Ai đã hỗ trợ Đặng Thị Hoàng Yến đỡ đòn? Vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến rút tới 2.000 tỷ đồng Việt Nam ra nước ngoài trong một thời gian rất ngắn là vấn đề cực lớn.
báo chí đã đồng loạt đăng tải thì ắt họ đã nghiên cứu hồ sơ rất kỹ. Việc động tới việc chuyển tiền phi pháp đến hàng ngàn tỷ đồng không phải là chuyện nhỏ. Nếu nói sai, đi kiện ngược lại là tội vu cáo. Cho nên những tờ báo lớn nói về vấn đề này phải rất thận trọng. Thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà chủ của tập đoàn Tân Tạo rút 2.000 tỷ đồng vốn ở Việt Nam chuyển sang Mỹ đã rầm rộ 2 tuần qua. Sau đó là ban quản trị tập đoàn này mới lên tiếng rằng họ ghi nhầm con số báo lại là 633 tỷ đồng. Cũng không phải tiền rút từ Tân Tạo mà là tiền tạm ứng chuyển nhượng cổ phần. Thực ra tin đính chính lại làm cho nhiều người nghi ngờ hơn là khẳng định trước đó. Đây là thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến rút tới 2.000 tỷ đồng đưa sang Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa thấy thông tin gì nhắc đến thương vụ của bà Đặng Thị Hoàng Yến, nhận cổ phần lúc nào mà tiền tạm ứng trả cho chị đã lên tới 633 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là bao nhiêu cũng không ai rõ. Như vậy là tin đính chính còn mập mờ hơn cả tin ban đầu. Điều đang nói là ban đầu, ban quản trị tập đoàn Tân Tạo khẳng định việc chuyển 2.000 tỷ ra nước ngoài là đúng luật của nhà nước. Hội đồng quản trị họp bàn cũng đúng điều lệ. Thế mà, đột nhiên, cái bây giờ báo lại nhầm là nhầm ra làm sao? Nhầm gì mà nhầm một con số lên đến 1.300 tỷ đồng? Một con số rất lớn. Sự việc kỳ lạ xảy ra và đúng vào dịp nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết ra thăm Quảng Nam, ghé qua chỗ Nguyễn Công Khế, rồi dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công cùng với ông Nguyễn Xuân Phúc. Thời ông Chiết làm chủ tịch, ông rất hay qua lại với Tân Tạo. Ông từng nói giữa Tân Tạo rằng đây là chỗ người nhà. Trong vụ rút 2.000 tỷ đồng của chị Yến, báo Thanh Niên sân nhà của ông cựu tổng biên tập Khế không viết một dòng nào. Trái lại, tờ Dân Việt cũng là một tờ báo sân sau thì lại đăng tin đính chính rất sớm về vụ nhầm lẫn này. Và bài viết trước đó có nói lý do vì sao bà Yến rút 2.000 tỷ đồng đã bị tờ báo này xóa đi. Đây là hình ảnh lời đính chính. Được biết lâu nay bà Đặng Thị Hoàng Yến quen biết với ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tuy nhiên hiện nay người ta biết thêm bà Yến còn quen đến ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Nói tóm lại là cánh lãnh đạo miền Nam đi lên từ thành phố Hồ Chí Minh cho nên quyền lực của bà này dường như rất lớn. Ngay cả Nguyễn Tân Dũng bà còn dám kiện thì không biết bà còn ngán ai. Tập đoàn Tân Tạo một thời ăn nên làm ra nhờ những lãnh đạo của thành phố đỡ đầu. Hiện nay Tân Tạo đang gặp rắc rối thì những ai có sợi dây liên hệ với tập đoàn kinh tế này nhảy vào gỡ luôn. Trước mắt là gỡ về mặt báo chí. Những tờ báo đính chính cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đều là những tờ báo thân với cánh miền Nam, mà đặc biệt là cánh cựu lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin khá khả tín thì một cựu lãnh đạo một tờ báo thuộc Hội Thanh niên Việt Nam có mối quen biết rất thân tình với các ông như cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang và đương kim chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên việc tác động để có bài viết đính chính cho thấy quyền lực của bà Đặng Thị Hoàng Yến lớn như thế nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Chiết, cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông tổng biên tập cũ của tờ báo Thanh niên Nguyễn Công Khế thiết kế cho vụ 2.000 tỷ cho bà Yến thoát nạn được cho là ông Nguyễn Minh Chiết đang dùng ảnh hưởng của ông ấy. Xem ra những con người lâu nay không bị dính đến tay tiếng gì cũng không hẳn là trong sạch. Vấn đề là những người chưa bị khui thì trong sạch mà thôi. Còn những người bị đưa ra trước tòa thì lần lượt lĩnh án rất nặng. Và việc ông Chiết đặt câu hỏi là tại sao ông lại ra tay cứu giúp bà Đặng Thị Hoàng Yến? Phải chăng chính ông cũng là một trong những nhóm lợi ích lớn mà ông cần phải che đậy? Câu hỏi này đang được dư luận đặt ra và cũng đang cần lời giải thích của cơ quan điều tra trong thời gian tới.